Nếu muốn bắt được Tôn Ngộ Không thì phải tìm ra người quan bảo hợp trước. Tại sao? Hắn chết rồi. Cô đừng có tự lừa dối mình nữa. Hắn không đáng để cô yêu. Hắn là đồ rác rưởi. Rác rưởi thì đã sao? Như vậy ta cũng không cho hắn chết. Một canh giờ sau, ngươi sẽ bị tự động đưa trở về đây. Giả lại ngươi không được sử dụng pháp lực, bằng không cũng sẽ bị cho là mưu đồ bất chính, cũng sẽ bị xử cực hình. Thanh Hà, cô phải nhớ từng câu mà Lục Nhĩ Di Hầu nói đều không có lừa cô. Chúng ta bắt được Chu Bát Giới và Sa Tăng rồi. Ta biết hai người bị bắt nên ta sẽ cầm chân Ngô Ma Dương tìm cơ hội đưa hai người thoát. Quá ra dù thời gian có nghịch chuyển thì gặp gỡ vẫn là điều tất yếu, cũng tức là Đường Tăng vẫn sẽ bị bắt. Ta đã hiểu rồi. Cuối cùng cũng có thịt ăn. Đánh, đánh, đánh đi nào. Đại ca đừng đánh nữa. Đại ca tha mạng đi. Đại ca tha mạng. Ta xin huynh đó đừng có đánh nữa. Đại ca đừng đánh nữa. Đại ca xin tha mạng đi. Chưa gì đã đục rồi sao? Chắc chắn không phải hắn rồi. Mấy người định làm cái gì vậy hả? Là ý gì đây? Huynh đệ, thành thật xin lỗi nha. Thật lòng không dám giấu, chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ. Thật ra thì khoan đã, ta không nên hỏi mấy người. Ta cũng không muốn biết mấy người có bí mật gì hết. Nếu biết thì ai cũng có phần hết. Ta có muốn chạy cũng khó. Mấy người cứ bận việc tiếp đi nào. Ta vào trong ăn một tí. Sau này chúng ta hãy coi như chưa từng gặp. Cũng đừng đến tìm ta. Tiểu Nhị à, cho nửa con gà quay, nửa con rượu trắng, rồi chuẩn bị cho ta một cái phòng. Dân 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 gì mà dân? Đi đi chứ. Vị anh hùng này, ngài có biết? Ta không biết, ta cũng không muốn biết. Mấy việc nguy hiểm như vậy ngươi nên nuốt ở trong bụng. Được thôi, đè món lên đi. Dạ dạ dạ. Các vị anh hùng, mấy người đến đây toàn mang vũ trang, là tại sao vậy? Chúng ta... Đại ca, việc quan trọng như vậy, việc cơ mật như vậy, làm ơn ra chỗ khác nói giùm đi, được không? Để ta nghe thấy thì thật không tốt đâu. Chính là muốn ngươi nghe thấy đó. Đúng rồi, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Gần đây ta bị hại thảm lắm đó. Tha cho ta đi được không? Nhưng mà vụ này thực sự rất là quan trọng. Bởi vì, vì cái gì mà gì? Cái tên này sao lại như vậy? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi cứ bắt ta nghe. Nghe cái gì mà nghe? Ngươi không nghe thật sao? Ta đã bảo rồi ta không nghe. Thôi được rồi, nếu huynh đệ đã quyết ý như vậy thì chúng ta không miễn cưỡng. Huynh đệ tự liệu thân đi. Đi thôi, đi đi. Cảm ơn các vị thông cảm. Cảm ơn nha. Mấy người không giữ tín nghĩa. Chúng ta đâu có nói cho ngươi nghe. Phải đó, các người bảo ta trên núi có yêu. Đáng lý ra ta đích thực là nên quản. Nhưng mà ta quả thực đánh không lại hắn. Hay là thế này đi, bây giờ ta sẽ xuống núi xem thử. Mấy người nói ta nghe hắn trông thế nào. Lúc gặp hắn ta sẽ giờ như không biết. Chúng ta hãy coi như chưa từng gặp nhau, được không? Con yêu quái đó tên là Hắc Sơn Lão Yêu, hắn giỏi ngụy trang lắm đó. Chúng ta cũng không biết hắn sẽ giả dạng người qua đường nào, nên chúng ta chỉ đành đánh một trận rồi tính. Hơn nữa hắn pháp lực cao cường, còn chuyên thích hút dương khí. Đừng nói là người, kể cả lợn trâu trong thôn cũng sắp bị hắn hút cạn rồi. Trước khi xuống núi, người phải tích chút công đức. Một mình gặp phải hắn, không một ai có thể sống sót trở về. Nhưng có thể người sẽ làm nên kỳ tích đó. Cố lên nào, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Quynh đệ, ta thấy ngươi hãy cứ ăn no uống say rồi hẳn xuống núi. Có khi đây sẽ là bữa cuối cùng đó. Nhưng có ăn no cũng vô ích. Nhỡ mà gặp phải hắn, ngươi sẽ biến thành một cái xác khô. Đến cả mẹ ngươi cũng không nhận ra đó. Ta ở cạnh các ngươi thì an toàn hả? Chẳng phải các ngươi cũng đánh không lại hắn sao? Tất nhiên là đánh không lại. Chúng ta đông người thế này, nếu có gặp phải thì chạy tản ra. Hắn bắt đại một người thì những người khác sẽ được sống. Đúng vậy đó. Được rồi, được rồi. Nếu ngươi đã lợi hại như vậy thì ngươi dọc đường bảo trọng, chúng ta không tiễn nữa. Không tiễn nha. Khoan đã. Nghe các người nói vậy, ta quyết định đêm nay sẽ ở lại đây. Lúc đầu ta còn tưởng chỉ là mấy tên tiểu yêu, các ngươi có thể hạ gục hết sức dễ dàng. Không ngờ hắn lại lợi hại như vậy. Nếu ta mà không quản thì cái danh hiệu ban chủ phủ đầu bang biết để đi đâu.
Cho nên ta quyết định sẽ ở lại bảo vệ các ngươi. Được rồi, cũng muộn rồi, các ngươi đi tuần la đi. Phải rồi, nếu có phát hiện Hắc Sơn lão yêu thì nhớ là đem đến gặp ngươi. Chạy đó. Hiểu rồi. Ta thấy ngươi dáng dốc hơi gầy yếu, sức khỏe còn hơi suy nhược. Hay là thế này, tối nay ngươi ngủ với ta, ta còn có thể bảo vệ cho ngươi. Yên tâm đi nào, ta sẽ bảo vệ tốt cho ngươi. Còn ngờ ra đó làm gì hả? Đi tuần đi. Đi thôi nào, đi. Cuối cùng cũng tìm được trợ thủ. Phải đó. Phải, đi, đi tuần la đi. Sư phụ à, sư phụ à, sư phụ, sư phụ à, sư phụ, không đi nổi nữa rồi. Thế giới to thế này biết đi đâu mà tìm sư phụ đây. Bây giờ sư phụ chỉ có một mình, nếu chúng ta không chịu đi tìm, có thể người sẽ bị yêu quái ăn thịt đó. Đúng rồi. Sao ta không nghĩ ra, có thể sư phụ đã bị yêu quái ăn thịt rồi. Nhị sư huynh nói đúng ha, vậy chúng ta đi thôi. Nhị sư huynh à, đằng này nè. Sư phụ đã chết rồi, biết đi đâu mà tìm. Nếu không tại đại sư huynh vô trách nhiệm thì sao sư phụ lại chết được chứ? Sớm biết là vậy thì ban đầu lẽ ra nên tìm một người trách nhiệm làm đại sư huynh, chẳng hạn như ta. Sư phụ đã chết rồi mà còn ở đây với ngươi. Nhị sư huynh xấu quá đi, sư phụ vẫn chưa chết mà. Lành ít dữ nhiều, tranh thủ giải thể cho xong. Huynh nói vậy thì dông ơn phụ nghĩa lắm đó. Họ Sa kia, người nói như vậy ta hơi chướng đó. Hai chúng ta theo tên lãng nhảm đó bao lâu rồi? Ngày nào cũng phải đi rõ xa, một ngày ba bữa đều ăn chay. Gặp được gái xinh cũng không cho nói chuyện, cả năm không nghỉ phép, còn không có tiền công. Ta cho ngươi biết, ta không muốn làm lâu lắm rồi. Nhị sư huynh, nhưng huynh cũng không được qua bên đó. Ta cứ đi đó, ngươi quản được hả? Đằng đó có yêu quái. Hình như còn là yêu quái rất là lợi hại nữa đó. Nhị sư huynh à, nguy hiểm quá, may mà ta chạy nhanh đó. Nhị sư huynh à, làm sao bây giờ? Chạy thôi, còn định tự giới thiệu với yêu quái hả? Hai người có cần tự giới thiệu hay không? Được thôi. Yêu quái. Các ngươi là yêu quái thì có, cả nhà các ngươi mới là yêu quái. Ta muốn đi tiểu, người đi cùng ta đi. Người có nghe không vậy? Nhịn tiểu không tốt cho thận đâu. Ta biết người cũng muốn đi mà. Người dậy luôn đi. Có yêu quái. Nhanh lên, yêu quái đến rồi. Sao người ngủ như chết vậy chứ hả? Còn ngáy nữa. Vậy mà cũng ngủ được. Được thôi, người không đi thì ta tự đi. Vị thí chủ này hình như hơi bị nóng trong người, xin lỗi nha. Nhìn mặt thí chủ phúc hậu quá, lại là con ruồi chết tiệt này. Thí chủ gọi ta là cái gì? Là con ruồi. Đại đồ đệ Tôn Ngộ Không cũng thường xuyên gọi ta như vậy đó.
Không, 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 không. Nhất định là đang mơ. Nhắc đến mơ ta cũng rất là tâm đắc. Ta vừa mới xuyên không đến đây. Ta cũng thường xuyên mơ thấy đồ đệ Tôn Ngộ Không của ta. Không biết nó có nhớ ta không nữa. Có phải Nguyệt Quang Bảo Hợp đang ở chỗ ngươi không? Sao thí chủ biết? Đưa đây. Không được, không được, không được đâu. Ta không đưa đâu. Ngươi đừng chần chừ nữa. Đưa đây mau. Ai đó? Ai ở đó? Chuyện gì vậy? Có quan binh. Có quan binh hả? Ngươi là ai? Hắn à? Hắn là... là bố của ta. Bố ngươi? Phải đó. Đêm nay ông ấy muốn ở nhờ ở đây. Vậy hắn từ đâu đến vậy? Tây Vực. Tây Vực đó. Tây Vực. Sao chưa nghe nói bao giờ? Ngươi quê một cục, ngươi thì biết cái gì? Thôi được rồi, bây giờ bên ngoài không an toàn, các ngươi về ngủ sớm đi. Đại ca nói đúng lắm, rất là có lý. Vậy chúng ta đi trước nha, nhanh lên, nhanh lên nào. Được, được, được. Mấy người cũng ngủ sớm đi. Yêu quái, yêu quái. Nhị sư huynh, hết đường rồi. Chạy đi nào. Các ngươi hãy chạy tiếp đi. Nhị sư huynh, ta đến đây. Nhị sư huynh, đừng để hắn ta chạm vào môi mình, hắn sẽ hút hết dương khí của huynh đó. Yêu quái thối tha, cách hút dương khí cũng kinh tởm như vậy. Người hãy nhìn cho kỹ một chút, đây là mũi của ta, thế nào? Nghĩ mũi của ta ngon không? Thảo nào buồn nôn như vậy, ta sẽ hút tiếp. Hút dương khí sao? Hút dương khí của ông nội chứ ngươi sao? Nào cho ngươi ăn gỉ mũi ta. Ngươi dám đánh ta sao? Mặt của ta rất là quý đó. Ngươi đừng có dọa ta. Gương mặt xấu xa này của ngươi đáng tiền sao? Nhị sư huynh mau nghĩ cách đi. Đừng có dội mà. Xem ta từ từ xử lý hắn. Sư đệ à, giữ chặt lấy hắn cho ta. Sư đệ à, mau chạy đi. Mau chạy đi nào. Chạy. Đi đâu hả? Nhị sư huynh à, mau đi đi. Ta tìm đại sư huynh tới cứu đệ nha. Người mau đưa Nguyệt Quang Bảo Hợp cho ta. Nghe thấy chưa hả? Vị thí chủ này, tuy mặt ngươi rất là quen nhưng ta thực sự không quen ngươi. Ngươi không quen ta cũng không sao, nhưng ta quen ngươi. Ngươi không phải tên Đường Tăng, cứ lải nhải suốt ngày đó sao? Mau lên nào. Không ngờ mình lại hot như vậy ha. Đã có fan rồi cơ đó. Biết là fan của ta, ta biết rồi. Nhưng mà ta có thể ký tên cho ngươi, ta có thể tặng ngươi bức quả. Nguyệt Quang Bảo Hợp ta không thể đưa ngươi. Cái hộp đó là của ta, làm sao có thể? Cái hộp đó không phải của ngươi, nó là của đại đồ đệ ta Tôn Ngộ Không. Làm sao là của ngươi được? Ngươi là tên lừa đảo, ta không chơi với ngươi nữa đâu. Ta nói cho ngươi biết, ta chính là Tôn Ngộ Không. Làm sao ngươi là Tôn Ngộ Không được? Tôn Ngộ Không chỉ là một con khỉ, ngươi là người. Tuy ngươi rất là anh tuấn nhưng khỉ không phải người. Người không phải là khỉ. Tôn Ngộ Không không phải ngươi. Ngươi không phải Tôn Ngộ Không. Nếu ngươi không tin, hãy dùng gương chiếu yêu mà xem ta rốt cuộc có phải Tôn Ngộ Không không. Không ngờ ta cũng rất là anh tuấn đó. Ta bảo ngươi hãy nhìn ta, đại ca à. Đừng có nóng vội mà. Ai ya!
Con thật sự là ngộ không hay sao hả? Ngộ không à, ta nhớ con quá. Con có nhớ ta không? Con không nhớ. Ta cũng không quan trọng. Con khiến ta nhớ con quá. Sư phụ à, con nhớ người quá. Ta vui quá đi. Con nhớ người quá. Chi bằng chúng ta đi lấy kinh đi. Người mau đưa người quan bảo hợp đi nào. Không ở đây, đừng nóng vội chứ. Đừng nóng vội, các ngươi làm gì vậy? Hắn muốn thưởng trăng với ta. Trời tối thế này, đâu có ánh trăng đâu. Ánh trăng trong lòng của ta, trong mắt của hắn. Được rồi, cho hai người ở lại trực. Những người khác mau đi ngủ đi. Đi thôi bố già, mau đi ngủ đi. Đúng. Nghỉ ngơi sớm đi. Ta canh đêm cho. Được, ngươi hãy canh đêm đi nào. Đi, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. Sư đệ à, tỉnh lại đi. Sư đệ à. Khi nãy đệ dũng mạnh lắm đó. Thế nào, không sao chứ? Vị sư huynh đến để cứu ta sao? Đương nhiên rồi. Không phải sao? Ta cảm thấy nơi nguy hiểm nhất cũng thường là nơi an toàn nhất. Khi nãy hắn ở đây hút khí của đệ, cho nên tạm thời hắn sẽ không quay lại đâu. Đúng rồi. Nếu như hắn quay lại, hai chúng ta có thể hỗ trợ được nhau. Có đệ ở đây là được rồi. Vị sư huynh mãi nghĩ đến ta. Ta luôn mạnh hơn đệ, đương nhiên phải bảo vệ cho đệ rồi. Cảm ơn vị sư huynh. Ta đang nghĩ là tại sao sau khi đệ bị hắn núp lại không sao cả. Có thể là vì vị giác của ta quá tốt. Hắn không muốn hút hết trong một lần. Đúng rồi, ta nhớ là hình như hắn biến thành giống như ta rồi đi rồi. Kinh tởm như vậy sao? Huynh muốn nói là Hắc Sơn lão yêu kinh tởm hay là ta kinh tởm đây? Bỏ đi, không quan tâm nữa. Hắc Sơn lão yêu biến thành bộ dạng của đệ nhất định để đi làm chuyện xấu. Nhân lúc hắn không ở đây, chúng ta mau đi thôi. Đi, để đi xem đường đi. Đừng có hung dữ như vậy chứ. Nguyệt Quang Bảo Hợp đâu? Ta hỏi ngươi Nguyệt Quang Bảo Hợp ở đâu? Ta hỏi ngươi mấy lần rồi. Cái gì mà Nguyệt Quang Bảo Hợp? Bây giờ ta mệt quá đi. Mới từ Tây Dực trở về, ngủ trước đã rồi tính. Ngủ cái gì mà ngủ? Dậy đi, đưa Nguyệt Quang Bảo Hợp cho ta. Nguyệt Quang Bảo Hợp không ở trên người ta. Đừng có làm trò con khỉ nữa. Không ở đây mà. Con đừng có làm trò nữa mà. Con xem tam sư đệ con đang ở đâu. Tam đưa gia ở đây làm gì? Hay là chúng ta đi tìm nó đi. Đi, nằm xuống. Đừng có làm trò nữa mà. Thực sự không ở đây. Không ở đây đâu. Ta cảnh cáo ngươi lần cuối cùng. Đem Nguyệt Quang Bảo Hợp ra đây. Nếu không ta đánh chết ngươi. Làm gì vậy? Mau giả ngủ đi, đó không phải là tam sư đệ, đó là yêu quái, mau giả ngủ đi. Hắn đang làm gì vậy? Hắn đang hút dương khí, đừng nói nữa, mau giờ ngủ đi. Hy vọng đợi hắn hút no xong sẽ không muốn hút chúng ta nữa.
Cứu mạng. Cứu mạng với. Đáng sợ quá. Nhắm mắt lại, hai tay chắp lại, hít thở sâu, tưởng tượng bản thân đang ở cạnh một dòng suối, có thể ngửi thấy thanh hương của cây cối, có thể nghe thấy tiếng hót của chim muông. Hít thở, hít thở. Bây giờ chúng ta mở mắt, bắt đầu động tác tiếp theo. Người làm gì vậy? Mỹ nhân, các người đang làm gì vậy? Ta đang hướng dẫn mọi người cách thư giãn. Người có muốn cùng làm hay không? Đương nhiên rồi. Chỉ cần có thể ở bên cạnh mỹ nhân, ta bằng lòng làm tất cả. Câm miệng đi. Ai làm phiền chúng ta thăng thiên, ta liều mạng với kẻ đó. Ầm ĩ cái gì, đừng có ầm lên. Phải hòa bình. Hít thở cùng với ta. Đừng có như chấn động như vậy có được không? Là hít thở. Được rồi, không chấn động nữa. Giống như ta. Nhắm mắt lại. Hít sâu. Có phải là quá lông lá rồi không? Như vậy thật sự giống ta sao? Không quản nhiều như vậy nữa đâu. Cứ coi như là giết bừa đi. Dù sao thì các người cũng quen nhau, chắc hắn cũng nhận ra huynh đó. Người chắc đó chứ. Ta như vậy thì liệu có đến mẹ ta cũng không nhận ra ta không? Không sao đâu, ta nhận ra là được rồi. Ngộ Không à? Ngộ Không? Xin chào thí chủ, A-di-đà Phật có nhìn thấy Ngộ Không không? Sư phụ à, đại sư huynh ở đây nè. Cậu nói cái gì vậy? Hắn làm sao là Ngộ Không được? Ta biết Ngộ Không như vậy, ta còn không biết trông nó thế nào sao? Người nhìn thấy chưa? Đến hắn cũng không nhận ra ta. Còn bảo ta đi tìm cái gì mà Hắc Sơn lão yêu, để ta đi chết hả? Ta không đi đâu. A-di-đà Phật. Âm thanh này quen thuộc quá. Không phải con thực sự là Ngộ Không đó chứ? Để di sư xem một chút nào. Còn dáng nhiều quá rồi. Đau quá. Chịu một chút nha. Con xem chỗ này không dán lên được. Phải dán ở chỗ này. Thật sự được sao? Thật sự được đó. Thật sự không vấn đề gì sao? Thật sự không vấn đề gì cả. Ta cảm thấy ta giống bông hoa hướng dương hơn. Thật sự giống sao? Tại sao ta lại cảm thấy không có giống? Giống cái gì? Ngươi xem ta có giống bông hoa hướng dương không? Giống hoa hướng dương đó. Giống cái đầu ngươi. Không nhìn ra ta chỉ là con khỉ thôi sao? Ngươi không nhận ra ta sao? Đại thánh. Tạo hình làm ra ở đâu vậy? Đẹp đó. Suýt chút nữa còn nhận không ra. Không nhờ ta lại quá trang thành thế này, cũng có thể bị ngươi nhận ra. Xem ra ngươi thật sự bị mù rồi đó. Ngươi dám mắng ta. Đại thánh đang đề cao ta. Chúng ta vào trong ngồi đi. Sư phụ à, hình như đại sư huynh thành công rồi kìa. Chúng ta hãy ở đây chờ nó về đi. Soái Ngưu, người khi nãy vào trong huyệt động của Hắc Sơn lão yêu sao lại nhìn quen vậy? Hình như là Tôn Ngộ Không. Chắc chắn là vậy rồi. Ngươi không nghe nói là lão yêu đó gọi hắn là đại thánh sao? Ngoài hắn còn có thể là ai? Vậy chúng ta mau đi báo với đại dương đi. Lại có Đường Tăng, lại có cả Tôn Ngộ Không. Lần này chúng ta lập được đại công rồi. Đúng, đại dương nhất định sẽ thưởng cho chúng ta hậu hĩnh. Đúng vậy, đúng vậy. Thưởng, thưởng nè. Là thưởng hậu hĩnh cho ta, đồ ngốc. Sau khi vận động xong, đúng là tinh thần thoải mái quá. Mau lên đồ ăn đi, ta đói quá đi mất. Tại sao toàn là rau vậy? Thịt đâu? Ta muốn ăn thịt.
Hôm qua mới đồng ý với ta, hôm nay lại quên hả? Người đẹp à, ta đồng ý với nàng là ta không sát sinh, nhưng không nói là không ăn thịt. Không sát sinh thì thịt ở đâu ra? Ta biết ngay đàn ông các ngươi là kẻ không đáng tin nhất, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Người đối với chuyện tình cảm nhất định cũng là như vậy. Lần này lừa ta một lần, sau này không phải sẽ lừa ta cả đời sao? Người đẹp à, đừng có giận mà. Lão ngu ta với các nam nhân khác, một lời nói ra tướng mã nam truy, ta không tin đâu. Không tin ta chứng minh cho nàng xem. Chúng ta là trâu, đương nhiên phải ăn cỏ rồi, không ăn thịt, có phải không? Phải. Đây chính là quả cà tươi mới, có mùi vị nồng đậm. Thiên nhiên không hại, chắc chắn là không có thuốc. Đúng rồi đó, thế nên ăn nhiều một chút. Ta biết là người tốt nhất. Nào, ăn nhiều một chút đi, há mồm ra. Cảm ơn người đẹp, cái này ăn không? Nào. Người đẹp à, tay của ta thế này không cầm được bút. Người có thể chém giết khắp nơi, chắc chắn cũng có thể giết được. Nhà mẹ ta coi trọng học lực nhất, một chữ mà cũng không nhận ra, sao họ có thể gả ta cho ngươi được chứ? Được, ta giết, ta nhất định sẽ tập được, sẽ không để nhà nàng mất mặt đâu. Mau giết đi nha. Đây là... Người đẹp à, cả ngày hôm nay tập yoga, rồi viết thư pháp, vất vả như vậy có phải nên cho ta ít thưởng không hả? Đúng vậy ha, phải có chút thưởng mới có thể làm tiếp được chứ, không sai. Thưởng ngươi cái gì đây? Có rồi. Người đẹp không những đẹp mà còn rộng rãi như vậy. Sắp tới rồi đó, nhắm mắt vào đi. Người đẹp à, không phải là nói thưởng ta sao? Đúng vậy đó, gió ngày hôm nay mát mẻ, không mất đi độ ẩm, rất hợp với tôi thân dưỡng tính. Đây là món quà tốt của thiên nhiên. Ngươi hãy nhắm mắt lại, dần dần cảm nhận đi nào. Cảm nhận cái gì chứ? Nàng không ở đây, ta cảm nhận thế nào đây? Nào. Đi thôi. Đây chính là chỗ ở của ta, nhìn xem thế nào hả? Không ngờ đường đường là một hắc sơn lão yêu, mà lại ở một nơi đến sơn tặc không biết thế này. Hang cùng ngõ hẹp, sao có so được với thủy liên động của đại thánh chứ? Thủy liên động hả? Ngươi nghĩ cái gì vậy? Nơi này của ngươi có thể được như thủy liên động sao? Đến đẹp cũng không bằng nữa thủy liên động nữa. Hay là đi làm sơn tặc với ta đi. Chỉ cần ngươi đi, ta đảm bảo ngươi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, mỹ nhân nhiều vô kể. Tiền lương cao không? Chỉ cần ngươi đến, tiền lương ngươi muốn bao nhiêu, ta cho ngươi hết. Vậy ta liên lạc với bên đó thế nào? Ngươi có ngốc không hả? Còn liên lạc nữa sao? Ta chỉ cần gọi một tiếng là xong thôi. Huynh đệ đúng là có mặt mũi nha. Đa tạ. Chuyện này, ta có một việc muốn nói với ngươi. Nói đi nào. Nào, qua bên này. Đại thánh à, ngồi đi. Ta nghe nói là hôm qua ngươi đã hút mấy người. Đúng vậy đó, còn không phải vì gương mặt này sao? Giờ không giống trước đây, hút mấy người còn phải lén lút nữa. Hôm qua suýt chút nữa bị cháy chết rồi. Không sao đâu, đừng khóc. Ta thấy thế này, nếu giờ ông đã chọn làm sơn tặc, hay là
Ông trả dương khí của bọn họ lại đi. Dù sao mang gương mặt này lên núi cũng không dễ đâu. Ta trả dương khí lại hả? Vậy ta còn có mặt người không đây? Người... Mặt này vốn dĩ đã không gặp được người rồi mà. Nhìn da của mấy người này đi, cái kiểu thô thô đó, sắc mặt lại tối sầm nữa. Người ăn họ cũng vô ích thôi. Đợi khi người lên Ngũ Nhạc Sơn, ta cho người mấy kẻ da mềm thịt non, có phải không nào? Ngươi tưởng ta muốn hút họ sao? Vừa bẩn vừa thối, còn không phải vì ngươi sao? Ngươi nói cái gì? Bởi vì ta hả? Nếu không phải ngươi làm loạn tiệc Đường Tăng, ta đã ăn được thịt Đường Tăng lâu rồi. Ta đã có thể trường sinh bất lão, ta có thể được thanh xuân mãi. Ta sẽ ở đây phải chịu ủy khuất hay sao hả? Ta thấy dạo này da mềm thịt non, sống chắc chắn là rất tốt. Nếu huynh đệ ngươi biết nói nghĩa khí thì chia một ít cho ta đi. Không 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 không, con người của ngươi chả nghĩa khí gì hết. Vừa rồi còn gọi ta là huynh đệ, giờ lại muốn hút ta rồi sao? Yêu quái thì nghĩa khí cái gì chứ. Ngươi cho ta hút thì huynh đệ của ta. Nếu không để ta hút thì ta vẫn hút, sau đó sẽ giết ngươi. Ta được Đường Tăng, ta dẫn ngươi đi tìm. Người nói cái gì? Đường Tăng, trường sinh bất lão? Người chắc chắn đó chứ? Ta chắc chắn. Vậy còn đợi gì nữa? Đi thôi. Đi 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 đi. Thế nên ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Vì vào địa ngục thì cũng phải để con xuống địa ngục trước. Có vấn đề rồi. Sao vậy? Đại sư huynh và Hắc Sơn lão yêu đánh nhau? Đánh thắng chưa? Chưa. Vậy phải làm sao? Đại sư huynh có phải muốn chết rồi không? Sư phụ à, nếu đại sư huynh chết rồi, có phải con sẽ là đại sư huynh không? Đột nhiên thấy gánh nặng trên vai nặng quá. A-di-đà-phật. Cái đầu ngươi đó, rốt cuộc thế nào rồi? Không sao, không sao. Đại sư huynh an toàn rồi. Ta biết là Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, không dễ chết như vậy đâu. Đại sư huynh thật sự thông minh. Huynh đã nói dẫn Hắc Yêu Lão tới ăn thịt sư phụ. Hắc Yêu Lão liền tin. Ngộ Không quả là nhanh trí. Đường Tăng đâu? Vừa rồi ở đây mà. Người mù hay là ta mù đây? Không phải, rõ ràng là vừa ở đây mà. Không phải, ngươi đừng có vội chứ. Chúng ta từ từ rồi tìm. Nhất định có thể là tìm được, ta giết ngươi. Nghe ta giải thích đi đã. Đại Dương sao vậy? Không có gì đâu. Sao người không ăn? Không hợp khẩu vị sao? Không có, không có. Đương nhiên là không rồi. Vậy ăn nhiều một chút nha. Được, được. Người đẹp à, có thể cầm ngọn nến này đi hay không? Cảm thấy kỳ lạ giống như linh đường vậy đó. Người không thích hả? Ta thấy rất là tốt, rất là lãng mạn. Người không thích thì bỏ đi. Không có, thích, thích, thích. Đại Dương à, người sao vậy? Không sao, không sao. Ta giúp ngươi nha. Không cần, không cần đâu. Không cần mà. Ta giúp cho ngươi mà. Nào, hít thở sâu. Bỏ ta ra. Ta giúp ngươi. Một, hai. Đừng, 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 đừng. Không sao chứ? Không sao, gãy rồi. Ta xin lỗi, ta không cố ý đâu. Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Không sao cả. Chúng ta tiếp tục đi. Ta vào nhà vệ sinh đã. Được, ngươi cứ từ từ đi. Giúp ta một tay. Nào. Đại Dương sao vậy?
Đại Dương, người đang viết cái gì vậy? Không chịu được nữa rồi, lão ngu không làm nữa đâu. Đại Dương sao vậy? Đại Dương làm gì vậy? Đại Dương, làm sao vậy? Không, không sao cả, không sao mà. Đại Dương sao vậy? Không sao, không sao. Ngươi làm gì vậy? Đại Dương, Đại Dương à, Đại Dương, Đại Dương à, người sợ như vậy có phải là phu nhân lại tới không? Phong Ngưu à, một câu khó nói hết. Lúc đầu khi ở cùng với cô mặc vàng đó, hàng ngày không đánh thì là mắng, giờ đổi lại là Tử Hà, hàng ngày phải nhẫn nhịn, chịu đối. Phong Ngưu à, cảm ơn Đại Dương, người phải nghe lời giáo huấn của ta. Cuộc sống này vẫn phải tìm một người đàn ông dở hơi. Cái mồm nhà ngươi, vậy tìm người thế nào đây? Đương nhiên phải một người trẻ đẹp rồi. Ở trong tay nữ nhân dù sao cũng chết cả, chỉ bằng Phong Lưu một chút đi. Đại Dương nói có lý. Bớt trò đi nào, tìm ta có việc gì? Tiểu nhân tìm được Đường Tăng, ở đâu hả? Đang ở cùng Tô Ngộ Không, cái gì? Nhưng bị Hắc Sơn lão yêu bắt rồi, sau đó lại thả ra, thả rồi, sau đó lại bắt. Có thể nói đơn giản không? Được. Tô Ngộ Không cùng Đường Tăng giờ đang ở Hắc Phong Lãnh, sau đó Hắc Sơn lão yêu muốn hút nguyên khí của họ. Tô Ngộ Không dẫn Đường Tăng đi bắt Hắc Sơn lão yêu, rồi lại dẫn Hắc Sơn lão yêu đi bắt Đường Tăng. Kết quả Đường Tăng chạy mất, giờ muốn ăn Tô Ngộ Không, đơn giản hơn nữa. Hắc Sơn lão yêu bắt Đường Tăng và Tô Ngộ Không. Đường Tăng không biết đã dùng pháp vật gì, cơ thể lúc ẩn lúc hiện. Giờ Hắc Sơn lão yêu đang muốn ăn Tô Ngộ Không. Hắc Sơn lão yêu sao lại có thể đánh bại được Tô Ngộ Không? Con khỉ đó nhất định có âm mưu gì đó. Thì ra là vậy. Vậy chúng ta phải trốn xa một chút. Đại Dương, đương nhiên không phải rồi. Vừa rồi ngươi nói Đường Tăng lúc ẩn lúc hiện, nhất định là Kim Thiên Tử hiển linh. Lúc này mà ăn hắn là tốt nhất đó. Đúng vậy rồi.